Ơi, chào anh chị cô chú. Mình là Phạm Quốc Dư đây. Mình đang có mặt ở Bình Thuận nha. Chà, nói Bình Thuận thì nghe nó xa xôi quá. Thật ra là chỗ này đó chị, là giáp ranh với lại Bà Rịa Vũng Tàu nha. Đây, chỉ cần đi khoảng 1-2 cây số là mình sẽ tới Bà Rịa Vũng Tàu đó, chứ không có xa xôi gì đâu. Nó giáp ranh với lại cái hàng Bình Châu Xuyên Mộng đó anh chị đó. Ở đây thì nghe mặt tiền trước mặt anh chị là đường mặt tiền quốc lộ 55, đường ven biển nha, đường ven biển, đường đi La Ghi Phan Thiết đó anh chị. Đó, ngay giáp ranh với là Bà Rịa Vũng Tàu thì cái vị trí này đẹp lắm. Đó, thì hôm nay là mình sẽ quay một cái miếng đất mặt tiền đường này, và với cái diện tích cũng tương đối lớn nha, gần 2.000 mét vuông, nó chứ không phải ít đâu. Đó, mặt tiền đường quốc lộ 55 này đất vuông vắng đẹp lắm. Đó, thì cái miếng đất này đó anh chị là mình quay trực tiếp cho chính chủ, để số điện thoại của chủ đất lên để anh chị mình trực tiếp alo luôn. Đó, dĩ nhiên là giữa chủ với khách làm việc với nhau thì phải có giá tốt nhất rồi, tại vì không phải trả bất kỳ phí môi giới nào hết. Đó, thì bây giờ là mình sẽ quay chi phí cho chị xem nha. Thì đầu tiên là mình sẽ nói về thông tin cơ bản của miếng đất này. Trước hết là cái vị trí ở đây chính xác là thuộc thôn Bầu Diên, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Rồi, thì ở đây là nó giáp ranh với lại Bà Rịa chị ha. Đó, mình đi hướng này là khoảng 2 cây số là mình sẽ tới địa phận của Bà Rịa Vũng Tàu, là địa phận là xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, là đây đường mặt tiền quốc lộ 55. Ở đây đó anh chị, cách thành phố Hồ Chí Minh là đúng 120 cây số nha, đúng 120 cây số. Mình đi cái đường biển á, đi đường ven biển, tức là từ quốc lộ 51 mình đi thẳng tới quốc lộ 55. Ở quốc lộ 55 là mình đi tới đây luôn. Đó, đây, đây là mặt tiền quốc lộ 55. Thì ở đây á, cái miếng đất mình quay ngày hôm nay á, có tổng diện tích trên sổ hiện tại nha là 1.821 mét vuông, có sẵn 100 thổ cư. Và dĩ nhiên ở đây thì mặt tiền đường lớn này thì anh chị mình muốn lên thổ cư bao nhiêu mà trả được. Rồi, mặc dù là đất cái diện tích lớn nhưng mà nó rất là vuông nha, nó vuông y chang nền luôn. Đó, ngang mặt tiền đường này là được 23 mét anh chị ha, ngang là 23 mét. Mặt tiền của nó là hướng chánh đông nha, ở lộn hướng chánh đông nam, đó là hướng đông nam á. Hướng này thì cũng rất là ok. Và sâu xuống là hiện tại trên sổ nha là 78 mét, gần 79 mét. Đó, đã trừ lộ giới rồi nha. Thực tế á, thực tế nha, hồi đó đất mình tới hơn 100 mét lần nè, đến từ cái khúc này nè, ở gần đường nè, là sẽ hẳn xuống hết tiền chạm luôn. Lát nữa là mình sẽ bay lại cam lên ha. Nói chung là hôm nay là gió quá, nhưng mà bay lai cam lên thì nó rung lắm anh chị ơi, nhưng mà không cảm nha. Tại vì lai cam hôm nay mình mang theo là không có chống rung, thì anh chị mình xem cho nó sơ để hình dung thôi. Đó, có gì không cảm cho mình thì đó. Nhưng mà nhìn trên lai cam á, là mình sẽ thấy là hết cái giường chạm đó là đất của mình. Còn ranh hai bên anh chị, một bên là tường rào nè, xây họ xây nè, chị thấy không? Rồi bên đây cũng tường, cũng có rào luôn. Họ ranh giới thì cực kỳ rõ ràng luôn. Thì tức là sao? Tại sao mà hồi xưa là hơn 100 mét, bây giờ chỉ còn 78 mét thôi? Tại vì do là cái đường này anh chị, quốc lộ 55 nè, đã có quy hoạch mở đường, nó rất là rộng nha. Nó tính từ tiêm đường mở rộng ra tới 27 mét luôn. Tức là mỗi bên là 27 mét đó anh chị. Quá ghê gớm luôn cái đường này, quốc lộ này nó nè. Nói cho anh chị xem, cho anh xem cái móc lộ giới luôn nè, họ cắm sẵn nè. Đó, cái móc lộ giới đó anh chị. Đó, nó lấy của mình tới hả hơn 20 mét luôn, lấy mình hơn 20 mét chiều sâu á. Đó, cái nhà đó là họ xây sẵn rồi đó, họ xây trừ lộ giới sẵn rồi đó chị thấy không nè, dài chút lút luôn thấy không. Đó là xây sẵn, là chưa sẵn rồi đó. Của mình thì mình chưa xây gì hết cho nên là mình đâu có phải chờ gì. Đó, thì muốn sau này mình xây nhà, mình làm bất cứ cái cổng rào gì đó mình cũng xây y chang họ luôn á, mình xích vô, tức là sau cái móc lộ giới này ha, sau móc lộ giới này rồi đi thẳng xuống dưới là khoảng 78 mét đó. Đất rất là vuông vắng. Cái vị trí mình á, nó rất là dễ hình dung anh chị ơi. Anh chị mình nếu mà biết xuống bản đồ Google Map á, mình gõ cái trường tiểu học Thắng Hải 1 là sẽ đây. Đây nè anh chị. Đó, đó trường đó nằm đó đó. Thì bây giờ cái hướng này là hướng đi về Bà Rịa nè anh chị, thì dọc tuyến đường này là mình sẽ tới trung tâm xã. Chợ nè, chợ Thắng Hải nè, chợ ủy ban xã Thắng Hải nè. Đó là cái hướng xe đi về đó, là hướng về Bà Rịa đó. Thôi là lát nữa mình sẽ về Bà Rịa, mình sẽ quay cho chị xem.
đó, thì đất mình là ngay trung tâm xã luôn, tức là vừa hết trung tâm xã là sẽ tới đất mình, ngay trường tiểu học luôn. Nói chung là nếu mà anh chị mình hướng từ thành phố Hồ Chí Minh á, mình đi theo quốc lộ 5 nè, thì mình sẽ đụng gặp cái trường tiểu học Hán Hải 1 này nè, ở trên bản đồ Google Maps có đó, thì tới đây rồi thì mình đi khoảng tầm 50m nữa, 100m nữa đó, là gặp cái bảng Sấp Quỳnh nè đó, thì bên hông Sấp Quỳnh chính là đất mình đó, cực kỳ dễ hình dung luôn đó. Còn hướng này là hướng đi về La Ghi đó anh chị. Ở đây nếu mà anh chị đi thêm tầm 100 ấy lộn, mình nói nhầm, đi thêm tầm 20 cây số nữa, khoảng 20 cây số nữa là mình sẽ tới trung tâm của thị xã La Ghi nha anh chị đó. Bây giờ mình sẽ bay cam lên nha, bay cam lên đi cho anh chị thấy toàn cảnh đó. Phía đối diện mình là biển đó anh chị. Thật ra là mình bây giờ nếu tính từ chim bay á, là mình chỉ thấy khoảng tầm 2 cây số ha đó, là mình sẽ tới biển đó. Tại con đường này có đường ven biển mà anh chị đó. Dọc tuyến đường này là có rất là nhiều cái resort đó, đây nè anh chị. Nhưng mà bây giờ mình chạy hướng về Bình Châu anh chị đó, là ngoài cái xuống đó Bình Châu ra thì còn rất là nhiều resort và biển đó, rồi những cái homestay này nọ rất là đẹp. Hướng về biển là tại vì Bình Châu anh chị nó có rừng đó, đó rừng cho nên là dọc tuyến đường này nó có nhiều địa danh du lịch lắm đó. Còn này thì đi La Ghi, đi Phan Thiết thì khỏi nói rồi. Cái mặt hướng này đi ra La Ghi thì cũng có rất là nhiều resort luôn đó. Chung con đường này con đường gọi là con đường du lịch á, tại vì con đường này con đường ven biển, cái giới trẻ mà hay đi phượt du lịch á là hay đi chọn con đường lắm. Mặc dù là từ thành phố Hồ Chí Minh á, mà đi biển là đi cái quốc lộ 1A á, đi tới là ga Dầu Dây, cái cao tốc Dầu Dây xong đi quốc lộ 1A đi thẳng ra ngoài Phan Thiết thì sẽ đi gần hơn. Tuy nhiên thì nó là cái đường đó là lại không có đẹp, mà đi đường này nó xa hơn nhưng mà lại đẹp, tại vì nó ven biển hả, vừa rừng mà vừa biển nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bay cao lên nha hả, hơi gió chút anh chị thông cảm. Đây là toàn cảnh trên cao anh chị ha, ở cái ngay xe mình đậu anh chị đó. Nói chung đất mình thì rất dễ hình dung, hai bên đó là ranh giới rõ ràng rồi. Đây này gió quá anh chị ơi, này gần ngay sát biển rồi cho nên gió dữ lắm, cho nên là cam nó hơi lắc anh chị thông cảm nha. Đó, nó ngay hết cái chạm chị ha, hết cái chạm đó là hết đất mình á. Ở đây xung quanh ha, xung quanh là nhà đây. Hướng này hướng đi về Bà Rịa Vũng Tàu, hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh đó anh chị. Ở đây giáp ranh với Bà Rịa Vũng Tàu rồi. Ở đây phía đối diện mình nè. Ở phía đối diện mình là tính theo đường chim bay là khoảng 2 cây số là sẽ tới biển chị ha. Tại hôm nay là ga mình nó hơi lắc cho nên mình không nhìn thấy được cái biển đó. Còn hướng này hướng đi về La Ghi anh chị, hướng đi về La Ghi, hướng đi về Phan Thiết. Đó. Rồi ok. Nhìn trên livecam trên cao anh chị mình thấy được toàn bộ cái khung cảnh ở dưới đây là đúng không? Đó. Con đường quốc lộ 5 này là cái mặt độ xe cộ cũng rất là đông anh chị. Cái lượng khách mà đi du lịch nè, và xe tải nè, chở hàng nè cũng rất là đông. Ở ngay đó cây xăng kìa chị. Đó, cây xăng ngay đó. Cái đường này là trong tương lai là sẽ mở rộng ra rất là rộng anh chị. Đó. Độ giới vô tới cái đó mà. Đó, rộng lắm. Rồi mình nghĩ là cái miếng đất này thì chắc là không phải quay thêm nhiều làm gì, tại vì nó quá dễ hình dung rồi, ngay mặt tiền quốc lộ 55. Bây giờ là mình sẽ dắt mọi người tham quan đi về hướng lại Bà Rịa ha. Đằng nào thì mình cũng phải về Bà Rịa cho nên là mình sẽ đi chạy cho anh chị xem sơ cái quốc lộ 55 mà cái đoạn ngay trung tâm xã Thắng Hải nha. Đó, đây nhìn lại một lần nữa nha toàn cảnh. Thời điểm này mình quay là giấc 5 giờ chiều rồi, chuẩn bị tối rồi cho nên là cái giấc này thì nó ánh sáng không được tốt, anh chị thông cảm nha. Rồi bây giờ là mình sẽ đi về hướng Bà Rịa cho anh chị xem, hướng về trung tâm của xã Thắng Hải. Cái này giống như sọt cái gì vậy? Đây thì cửa hàng gì đây đó, cái trường tiểu học Thắng Hải 1 là anh chị đó, anh chị mình bấm trên Google Maps và nó sẽ ra nha đó, trường tiểu học Thắng Hải 1 thuộc xã Bầu, thôn Bầu Viên, xã Thắng Hải. À, thì cái trường này cách mình đất mình là 50m thôi. Ở đây là anh chị nhìn thấy không? Ở đây thì là nhà, trung tâm dân cư là hai bên đường san sát luôn nè. Cái chợ như chợ Thắng Hải là đây luôn đó anh chị, chợ và trung tâm nè. À, thì đối với đất mình á thì mình nghĩ á, là anh chị mình mua về á
vớt để chợ trong đây chợ đó. Mới đi ngang qua chợ đó anh chị, quẹo vô à. Thì cái miếng đất này á thì mình nghĩ là với cái diện tích lớn như thế này à, và mặt tiền thì tới 23 mét, nói chung là gần 2000 mét vuông có thổ cư thì rất là phù hợp để mà mình mua để đầu tư kinh doanh à, tại vì ở mặt tiền đường này bây giờ là cái đường du lịch mà, cho nên là mình có thể mở rất là nhiều hình thức kinh doanh à, vật liệu xây dựng hoặc là cửa hàng à, hoặc là quán ăn đều rất là ok à, tại vì chị thấy là mật độ dân cư đây rất là đông nè, bù chà, có biệt thự, hai biệt thự đẹp dã man luôn chị anh chị ơi, nè một cái nè rồi cái thứ hai nè, bù chà nhìn người lê luôn. Còn như anh chị nè á, mặt tiền của họ coi như cũng được gần 23 mét giống mình á. Anh chị nào mà nếu mà chơi lớn luôn á là mua miếng này về xây biệt thự giống vậy nè là bảo đảm luôn, đẹp luôn đó. Vị trí ha, mặt tiền cũng là 55 mà quá vip luôn. Ủy ban mới đi ngang trạm y tế chứ. Nói chung là tập trung đất mình là ngay sát với lại trung tâm là anh chị ha. Đó, ngay trường học, ngay ủy ban, ngay chợ rồi. Đó. Nói chung là cái vị trí này là hơi bị đẹp đó. Sắp tới mà cái đường quốc lộ 55 này mở rộng ra là thấy là cái đất mình nó giá trị biết bao nhiêu ha. Đây, cây xăng nữa nè. Nhiều cây xăng lắm. Nói chung là nhiều cây xăng như vậy thì chắc chắn là mình không thể nào mình kinh doanh cây xăng được nữa rồi. À, cho nên là mình sẽ có những cái hình thức kinh doanh khác à, chợ nữa nè, chợ nãy chợ Tư Phát còn đây là chợ chính nè. Rồi thì nói chung là mình dắt mọi người tham quan sơ sơ thôi ha à, ở đây thì nó giáp ranh Bà Rịa Vũng Tàu rồi, đi đúng 120 cây số là về Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là không phải xa gì đâu, tại vì ban đầu mình nói là Bình Thuận từ đâu xa nhưng thực sự là nó sát bên. À, Hàm Tân là sát bên với lại Bà Rịa rồi. Anh chị mình đi trên cái dọc tuyến đường biển mà đi Vũng Tàu á, à, mình phải đi tới đất này luôn. Vừa qua Bình Châu là tới đất mình. Này chính xác là qua cầu này anh chị. Cầu này là cầu ranh giới giữa Bà Rịa với lại Bình Thuận nè. Rồi, bây giờ là mình về lại Bà Rịa dấu yêu mình đây. Có gì lát nữa mình sẽ cho anh chị mình xem cái sổ nha. Sổ đẹp lắm. Với lại cái vị trí trên Google Map cho anh chị mình hình dung dễ dàng hơn. Rồi bây giờ là mình sẽ cho anh chị mình xem sổ đây à, số tờ thuốc thửa, địa chỉ thôn Bầu Diên, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận à, giáp ranh với lại Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là 1.821 m2 à, đã có sẵn 100 thổ cư, còn lại đất trồng cây lâu năm à, đây là cái hình dáng đất mình anh chị ha. Đó thì đã trừ lỗ giới rồi ha, ở đất mình nằm thục túc đằng sau nè, mặt tiền chung đất chị thấy không, đất diện tích khá là lớn nhưng mà nó vuông như đất nền vậy chị ha, vuông rất là vuông ha, mặt tiền là được 23 mét ha, mặt tiền 23 mét, sâu xuống là khoảng 79 mét, người đó là được hơn 100 mét á, mình giờ trừ lỗ giới rồi nó còn 79 mét, còn lại được 1.821 m2. Nói chung là sổ rất là đẹp, không có gì chê rồi ha. Ở đây thì mình muốn lên bất cứ bao nhiêu mình lên chị ha. Mặt tiền đều quốc lộ 55 mà. Quốc lộ 55 à, đây, cuối cùng là mình sẽ cho anh chị mình xem cái vị trí của miếng đất mình trên bản đồ vệ tinh để chị mình dễ dàng hình dung ha. Nó nằm ngay bên cạnh Shop Win. Thì anh chị mình nếu mà có sử dụng bản đồ Google Map á, thì mình gõ cái Shop Win ở Thắng Hải, Bình Thuận à, thì hiện ra ngay cái đất mình luôn chị ha. Đất mình nằm bên hông cái shop này. Đó, rồi bên hông nữa là cái trường ha, đây trường tiểu học Thắng Hải 1 ha, ở đây anh chị ha, trường tiểu học Thắng Hải 1, còn không gõ cái địa danh này ha. Thì đây thì đất mình là nó ngay khu dân cư nên chị thấy hai bên là nhà cửa nè, trung tâm của xã Thắng Hải nè anh chị. Rồi đây trường cấp 2 hay gì nè. Đó, rồi ủy ban xã Thắng Hải nè anh chị. Đó, rồi chợ giáo xứ. Đó, nói chung là tập trung bưu điện, tập trung toàn bộ các tiện ích của xã ha. Rồi đây nè, cách khoảng tầm 2 cây số tính theo đường Chim Mai là biển nè anh chị, ở bờ biển nè.
Nói chung là rất phù hợp cho anh chị mà mua đất mà vừa kết hợp kinh doanh, vừa kết hợp mà bằng nghỉ dưỡng luôn. Và đặc biệt là cũng gần thành phố Hồ Chí Minh, tại vì nó Bình Thuận nhưng mà nó lại ha giáp ranh với Bà Rịa, đây nè chị thấy không, giáp ranh với hai tỉnh Bà Rịa và Bình Thuận, cho nên là đi về thành phố rất là gần đó. Đó, gần suối nước khoáng Bình Châu nè, suối nước khoáng Bình Châu ở vị trí thì rất là đẹp rồi. Ở đây thì anh chị mình có thể là mua để dành đầu tư kinh doanh rất là ok nha. Đó, nói chung là vị trí này thì mình nghĩ chắc là không phải nói thêm chi nhiều anh chị ha. Đó, còn những tiềm năng của nó thì anh chị mình phải tự tìm hiểu trên báo đài để biết là cái đoạn đường quốc lộ 55 mà đi đến La Ghi này nó tiềm năng như thế nào. Và hiện tại là chủ đang kêu bán cái miếng đất này á với cái giá là 7 tỷ 360 triệu cho 1.821 mét vuông mặt tiền đường quốc lộ 55, sở hữu 23 mét mặt tiền. Đó, đầu để mình thử chia thử coi tính thêm mét ngang là bao nhiêu chị ha. 7 360 mình chia cho 23 là 320 triệu một mét ngang ở khu vực quốc lộ 55 mà trung tâm xã thì nó có giá là 320 triệu. Thì mình thấy cái giá này thì thật sự là còn rất là hợp lý. Đó, tại vì thứ nhất là nó nọc tiền quốc lộ, thứ hai là nó ngay trung tâm khu dân cư của xã Thắng Hải. Đó, ngay giáp ranh với lại Bà Rịa Vũng Tàu, thì mình thấy cái giá này hợp lý nha anh chị. Đó, thì dĩ nhiên là mua bán là phải có thương lượng rồi, cho nên anh chị mình thật sự thiện chí á thì cứ alo trực tiếp cho chủ nha. Đó, thì không qua môi giới trung gian sẽ có giá tốt nhất rồi. Đó, rồi thì mình xin phép kết thúc cái video này tại đây. Anh chị nào quan tâm thì cứ mình gọi chủ nhà, chủ đất nha. Đó, rồi thì còn những anh chị nào mà có nhu cầu muốn quay bán đất phường hay nhà vườn giống như clip này thì cũng có thể alo mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy và liên hệ mua. Rồi chào anh chị nha.